với mục đích khai thác tối đa nguồn tài nguyên đất để sử dụng hợp lý, hiệu quả trong việc sản xuất nông nghiệp, huyện Kim Động đã triển khai xây dựng bản đồ nông hóa thổ nhưỡng ở một số xã trên địa bàn và đây cũng là địa phương đầu tiên trong tỉnh thực hiện đánh giá thổ nhưỡng tạo thuận lợi trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Năm 2018, Vĩnh Xá là một trong hai xã đầu tiên được huyện Kim Động lựa chọn để thực hiện nghiên cứu dự án. Trong quá trình triển khai, Viện Nông hóa Thổ nhưỡng đã lấy mẫu đất ở 8 điểm trên diện tích hơn 420 ha đất sản xuất nông nghiệp của địa phương. Qua nghiên cứu cho thấy, đất có thành phần cơ giới thịt trung bình, chủ yếu là đất phù sa chua và ít chua. Tầng đất dày, hàm lượng hữu cơ ở mức trung bình, thích hợp trồng lúa và một số cây hàng năm, cây ăn quả như ổi, nhãn, cam, bưởi, táo, thanh long, đu đủ. Dựa vào kết quả này, cấp ủy đảng, chính quyền và người dân Vĩnh Xá đã có thêm kiến thức, kỹ năng để bổ sung dinh dưỡng cho đất, đưa những giống cây trồng mới thích hợp vào địa phương. Tôi đã mày mò tìm hiểu thêm, đâm ra là cũng hiểu được những cái đất này nó có những cái chất gì và phù hợp với những loại cây nào. Bà con nông dân nên cả mình đây thì càng tự tin để mà chuyển đổi những cây trồng nó mạnh dạn hơn. Trên thực tế thì trước đó thì bà con thì mang chuyển đổi mang chất nó tự phát, cây trồng nó không phù hợp. Đến nay thì bà con rất hiểu và cũng thấy cái việc làm và cái hiệu quả của cái việc chuyển đổi theo cái chương trình nông hóa thổ nhưỡng. Đến nay huyện Kim Động đã xây dựng xong bản đồ nông hóa thổ nhưỡng cho 5 xã gồm Hùng An, Vĩnh Xá, Thọ Vinh, Ngọc Thanh và Song Mai. Qua đó giúp đông đảo người dân nắm bắt và lựa chọn cây trồng phù hợp trên từng xứ đồng. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả tốt nhất từ việc đánh giá thổ nhưỡng mang lại, vẫn cần có thời gian và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến địa phương. Đây là một cái mới, nội dung thì cũng nhiều cái phức tạp mà bà con nhân dân thì phải dần dần mới tiếp cận được cán bộ kỹ thuật để hướng dẫn bà con nhân dân và nhân dân cũng phải thay đổi cái thói quen của mình, đề nghị với các cấp có những cái lớp tập huấn hướng dẫn nhân dân để chúng tôi phát huy cao nhất cái kết quả của cái báo cáo và cái bản đồ nông hóa thổ nhưỡng trên địa bàn xã Hùng An. Nghiên cứu đánh giá thổ nhưỡng ở huyện Kim Động mở ra một hướng phát triển mới cho ngành nông nghiệp. Ở đó thì người nông dân hiểu rõ được tính chất của các loại đất, hàm lượng các nguyên tố vi lượng, chất dinh dưỡng để mà chọn cho đất một loại cây trồng phù hợp nhất, tạo điều kiện hình thành nên các cái vùng chuyển đổi sản xuất tập trung quy mô lớn, mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất, bền vững nhất theo hướng sản xuất hàng hóa hiện đại.